Với tâm lý e ngại đến nơi đông người trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, cộng với việc thắt chặt chi tiêu của người dân đã khiến cho hoạt động ở nhiều chợ truyền thống trở nên ế ẩm. Không có khách mua nên nhiều tiểu thương đã phải tạm đóng cửa trong thời gian qua. Vắng người mua, thưa người bán là tình trạng chung của những chợ truyền thống trong thời điểm này. Sau thời gian đóng cửa để thực hiện các biện pháp phòng dịch, việc kinh doanh của các tiểu thương, nhất là những tiểu thương buôn bán những mặt hàng không thiết yếu, chưa kịp phục hồi thì một lần nữa lại gặp khó do lượng khách đến chợ ngày càng giảm dẻ. Tại chợ Bạc Liêu, nhiều gian hàng đã phải đóng cửa vì mở bán cũng chẳng có khách đến mua. Bữa nay là cũng tính nghỉ luôn đó. Rồi ở nhà 3-4 tháng nay rồi mới ra có 2 bữa đó. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo công tác phòng dịch, một số chợ áp dụng quy định người vào chợ phải đảm bảo yêu cầu đã được tiêm từ 1 đến 2 mũi vaccine, khiến chợ truyền thống vốn đã thưa khách vì tâm lý e ngại của người dân khi đến chỗ đông người nay càng vắng hơn. Bên cạnh đó, với việc áp dụng các biện pháp phòng dịch, nhiều người dần thay đổi thói quen, trong đó có thói quen đi chợ mua thực phẩm tươi sống phục vụ bữa ăn hàng ngày. Thì cũng như tuần đi mua 2 lần thôi, rồi đi mua thì cái nào ăn liền thì ấy, còn ấy thì chờ chữ lên. Rau củ quả rồi thì mình cũng rửa sạch để lên, rồi bữa nó ăn thì đem ra nấu. Hạn chế đi chợ không có đi. Trước thói quen sinh hoạt mới cùng với sự thắt chặt chi tiêu trong điều kiện kinh tế khó khăn, thì lượng khách mua các mặt hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm cũng giảm đáng kể so với khi chưa có dịch bệnh. Một số gian hàng thực phẩm tươi sống tạm đóng cửa vì sợ lấy hàng về bán không được, hư hao rồi lại lỗ vốn. Giảm nhiều lắm em, bà con sợ dịch, sợ cũng ở nhà đi chợ một ngày vậy, đi chợ nhằm khi để ăn một tuần rồi mới đi tiếp. Không có người luôn. Bữa nào có ta điện thoại ra mua đó thì cô ra, còn không có cô không có ra. Bán lẻ mà mấy cái món nhỏ nhỏ gì đó. Mình làm sẵn cái lát cho người ta ra, người ta chở về giùm mình. Ta mua chút chút nha. Rau cải cũng vậy, gồm thấy có bữa bán bữa không, chứ không phải ngày nào không bán đâu. Con gồm con nguyên cái chợ bự này có nhiêu người nè. Một số tiểu thương có điều kiện giao hàng tận nhà cho người mua đã chuyển đổi hình thức kinh doanh thích ứng. Theo đó, tiểu thương đóng cửa hẳn thì chuyển sang bán trực tuyến. Có tiểu thương thì kết hợp giữa hình thức bán trực tiếp tại chợ và trực tuyến trên các trang mạng xã hội. Giờ người ta kêu mình giao tới nhà nhiều. Thì giờ khách người ta gọi lên đơn mua những gì á, thì mình đóng hàng lại mình giao cho người ta. Mặc dù tình hình kinh doanh ở các chợ khá vắng, thế nhưng trong quá trình mua bán, các tiểu thương thực hiện khá tốt các biện pháp phòng chống dịch. Luôn đeo khẩu trang trong suốt thời gian buôn bán, trang bị dung dịch sát khuẩn. Một số tiểu thương còn dùng màng bọc thực phẩm làm tấm chắn, tránh tiếp xúc trực tiếp để phòng chống dịch. Bên cạnh đó, dù đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine, song nhiều tiểu thương vẫn chấp hành nghiêm việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 định kỳ, đảm bảo an toàn trong hoạt động mua bán tại chợ.